Turn up. Dù bạn đang xem MV trên điện thoại, máy tính hay TV thì nhớ vào kênh MV trên YouTube mà nhắn không cần tiếng nha. Hello các bạn. Hello các bạn. Xin chào các bạn. Mình là Phú Đại Skyler. Hello các bạn. Mình là Manalok. Hello các bạn. Mình là Kim Chong Afro. Hello các bạn. Mình là Panda. Hello Toto. Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ chơi một trò chơi đó là tung xí cầu này đó, cờ tiền số phiên bản đặc biệt siêu khổng lồ. Đặc biệt hôm nay các bạn nhìn kỹ đi, các địa điểm như này đều là gọi là tên của các địa điểm địa danh trong map quân sự trong Free Fire. À, là ở trên bản đồ Free Fire đúng không? Ờ đó đó. Bây giờ thì lụm rồi, rồi xin lượt chơi chương trình này. Lượt chơi, các bạn xuất phát với $1,000. Lần lượt từng người thảy xúc sắc và đi đến địa điểm theo xúc sắc đó. Người còn sống cuối cùng sẽ thắng trò chơi và giành được 10.000 kim cương. Luật chơi còn có bổ sung như sau. Đi qua ô xuất phát nhận 200 đô. Khi bạn thế chấp đất với ngân hàng, có từ các bước vào sẽ phải trả tiền thuê cho ngân hàng thay vì chính chủ. Khi vào tù, tự chọn trả 100 đô để ra tù hoặc không. Qua 3 lượt xuất sắc thì được không ra, bắt buộc phải trả 100 đô để ra tù. Khi đi vào các ô đất của người ở trong tù sẽ không phải trả tiền thuê. Ôi. Hiểu 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 hiểu. Rồi ok. Ờ nhiều đó, bị ai chơi trước nè. A few moments later. Sau khi kết thúc lượt chơi nhiều gái bị rồi, chúng tôi đã quyết định được lượt đi rồi và Panda là người đi đầu tiên. Tiếp tiếp là cái Kim Tròn và tới tôi và tới bạn. Thì ok. Trước khi bắt đầu trò chơi, các bạn hãy nhớ đăng ký tất cả kênh của Heavy và kênh của mình đó nha mọi người. Bây giờ thì chơi thôi. Rồi mời từng người lấy tiền của mình. Tìm nhanh lắm. Rồi chạy trước đây. Rồi chạy trước đây. Cùng nha. Rồi. Ủa, bốn luôn. Mày đi từ bắt đầu. Rồi. Cái gì vậy? Ủa đây ở kia. Mày đánh ngược hả? Một, hai, ba, bốn, rồi sẽ lên kiếm. Mua không ạ? Mua. Không, ăn như được. Chuyên gia phân tích tạo á. Game mày. Đâu có quan tâm, mua. 100 đô. Tao cầm được. Số 5. Một luôn. Em với tao thì cái là 200. Mày nó hơi thấm thì nó không làm ăn được. Cái gì? Đẹp. Đấy. Anh mua hết rồi bạn ơi. Anh được số đúng số lượng. Anh ghép bỏ nào đi nè. Và đi qua. Mấy chục. Cái mắt gì vậy? Tao kiểm tra đi tao. Mấy chục. Sạch đi. Chát gì vậy? Mất 70 ngàn thôi. Điện cung nha. Gì? Và rành chạy. Ôi, thế. Mua luôn. Sao không bật bay? Bay cho em cái tay chạy. Bay nha. Số 2. Số 6. Số 2 đây. Ôi, một trời. 1, 5, 6. Ôi, ok cả. Anh ra còn một cô cặp lượng. Mua. Chốt đơn. Mua hết. Hãy quên lắp cái nữa. Là 300. Ừ. Không lắp thêm hả? Ờ, số 6 lắp cái nữa. Cái gì thế kia? Sao đi? Tiền là tiền. Ờ, tao cầu mong mày lên 6. Còn nó lên 5 thôi. Nè, đúng. 2 bắn. 2,5. Mua. Dạ, 2,5. Bây giờ phải là 6 này. Rồi. 6 mấy cây rồi. Đến cây đầu. Được tặng 300 đô. Không, nhưng mà anh có tiền lên, nó mới được 300 nha. Không sao, làm cái con quân sự rất đẹp này. 4. Không được rồi. Không sao, cứ đắp luôn. Lấy dành đi cho em. Bỏ cái tao đúng không? Số nào cũng mất tôi.
luôn. Phải dùng, phải dùng, phải dùng. Chứ sai rồi. Bao nhiêu tiền ạ? 730. Đưa sẵn 200 đi. Chưa qua nó đều tiền rồi. Tao ký vô đầu mày bây giờ đó. Rồi, tao đang của tao. Lộn bố của tao. Tao chỉ bắt đầu được 200 đô. Giá thuê 50. 50 thôi. Dạ. Số 2, số 4, số 5 là chỉ có mấy một. Số đi, số 4 nè. Mấy một. Tao đâu rồi, đâu rồi, anh em ơi. I'm rich. Chào, chào. Mua được cái lắp đồng hồ. Ba, cô hiểu. Mua, mua, mua. Cô lại còn muốn mua không con sự không ạ? Mua, chốt đơn. Muốn sĩ với nhiêu, sắp có hai, cái có hai sĩ rồi. Bây giờ, thôi anh cũng đã phát ra chút chết. Rồi, các bạn à. Làm như cái tụi mày ngáy bỏ luôn rồi. Anh mơ tung. Số 4. Ăn cái đậu dừa này. Đậu dừa 80 đô. Đấy kia đã đi tiếp. Bảy đi qua ô tô pha nhận 200 đô. Tao phương gì à, mua luôn. Bắt cái nhau kìa. Nè, chụp. Thế nào đúng không? Số 2, số 5, số 6 là đẹp. Ui, cô có nhiều quá, cô uống cơ hay. Đó, theo bắt đầu bắt cô uống rồi. 100 nghe. Còn luôn, ôm cái bao nhiêu tiền ạ? Còn 600 tăng lên thu nhập. Uống còn bao nhiêu tiền ạ? 108 ạ. Số 1 này, số 1 này. Chưa qua luôn rồi. Mua không ạ? Hết mẹ tiền đấy rồi, mua luôn. Cái gì chưa hết tiền? Cái còn 500 này. Luôn mà. Chốt đơn. Tao mua tí nữa mà mày vô chỉ là đóng cho tao thôi. Chết. Không sao, không sao. Khu này ghé. Năm. Ôi, lấy đây. Lấy tiền. Có nhiêu bạn? 50 đồng. Ôi ơi. Trăm đồng mà rẻ. Còn 1,270,000,000. Ủa lại còn bao nhiêu tiền? 2,270,000,000. Mày đừng có bốc quét. Vô. Số 2. Ôi này em luôn, này em luôn. Anh còn muốn nâng cấp nhà mình lên không ạ? Có đúng không? Còn trời có chưa? Ôi trời. Lỡ hết rồi đó. Mấy lần này thì mua tù. Xuống. Ai ơi, mấy sĩ. Khai sĩ. Cô bé mà còn trời của nó kìa. Còn tiền. Khai sĩ. Mẹ. Còn bao nhiêu tiền ạ? 670. Còn bao nhiêu tiền ạ? 48. Ok. 48 còn tiền nữa ba. Kiểu kiểu gì? Ai? Ai có hài rồi? Mẹ muốn tôi nè. Nào, nó cái đó. Bốn, tìm tập bán nhà nó. Easy. Nâng cấp nhà không ạ? Thôi, rồi để cho anh em đi thoải mái. Ba, nhà ai đây? Đi điện nhà tôi, cầm. Cắt đi. Mày, ba, hai, bốn là chết hết mày ơi. Tháp đồng hồ quá. Còn đi không? Cái gì vậy? 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 Hòm tính của Phú Đại TV. Tự chọn nhân đôi giá thuê của một lô đất bất kỳ của mình. Nhân đôi giá thuê hả? Đúng vậy. Ôi, nhắn cái kho quân sự. Ôi trời ơi. Bây giờ nếu mà đạt vào kho quân sự của Phú là mất bao nhiêu? 6 lốp. Có 6 lốp thôi. Tôi xin phép và dừng cuộc chơi tại đây. Không, bây giờ đi lại tặng cho nghe. Không có đâu, không có đâu. Quay đấy. Nào đúng không? Nè, Panda đắp số 1 nè. Ủa, số 5. 3, 2, 3, 4 nè bà đi. Bí mật của Panda. Đừng lên 3 bước. Ủa, 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 chuột rồi. Lại mất 7 chuột rồi. Một tí nào rồi, đắp số 1 nè. Đường thương đau
đầy ái nhân gian. Ai chưa có chưa phản lặng. Trời ơi! 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 Vừa tăng lên số tiền 930 ngàn. Đại gia tôi mua hàng tiền nhiều rồi, tăng thôi mấy. Rồi, vô kìa. Mới được thích rồi nào. Thấy không? Anh cho hả? Ôi trời ơi. Làm đi. What? Ôi trời ơi. Mỗi người chơi 100 đô. Rồi. Em ơi, nó nặng hơn cái 100 chứ nãy nữa. Ui. Ủa, còn thế? Ôi, đây là tiền đi. Tính ngay là của đại tận rơi đầu rồi. Đi qua ô đất của đối thủ không bị mất tiền trong 3 lượt. Ui. 3 lượt luôn. Tôi không tin. 3 lượt. Không nhiều, không nhiều. Hay là... Ô, tôi đang bài. Trời ơi, đẹp trời. Ai đang đưa rồi. Rồi, đi qua ô đất phát thì được 200. Một đúng không? Ờ. 3 năm rồi. Anh đã mìn. Ông mìn này bình thường. Mìn nổ thì chia đôi số tiền và trả cho ngân hàng một nửa số tiền đó. Đồng thuế đây em ơi, đồng thuế, đồng thuế. Này anh ra. Anh thầy ra. Anh ra. Không được tới, cái thứ không được trốn thuế. 7. Lại bây giờ có bao nhiêu tiền nào? Từ từ từ, 7. Anh dày quá. Ý lý do tại sao? 830, 830. 115. 115. Hỏi à? Tao giỡn mày đấy con chó. Cây tươi nhờ. What the f**k. Bảy. Trời. Một bắt đầu. Trời thế. Bảy cái nô bắt đầu nhận 200 đô. Ngon. Mù nào cũng ngon hết á. Vài trời. Về lại tới nhà tao à. Không có nhà. Không tiền. Không tiền. Mà đọc 3 cái mà. Lần nữa. Lần kia em. Lần kia em. Số 4. Chưa bắt tay à? Chơi lúc đấy chăm ơi. Anh nhìn tiền hơn em. Này bắt số 1 4. Và chạy nghe nói chơi. Sao cái phút nào? Ai ơi nhầy. Phút nào thằng 7. Chầm 1 7 không hả? Vũ làm giàu không ai. Có tiêu tiền. Cái nhà nó giàu lắm á. Cái nhà thằng Vũ không đứng á. Giàu vài đáy rồi nãy rồi giảm nhà nó không. Ủa, cái gặp nhà ai đây? Bà đâu? Lắc tiếp. Nhìn gì kìa ông tươi. Ôi, ai, cái gì ngô ngô. Xin xin chăm em, nãy em lắc. À, ba. Giặt đủ cây xong rồi mẹ ơi. Ủa, đúng luôn đi bảo lực lắp rồi. Ê, mai lượt, mai lượt thứ hai. Còn lượt nữa. Đeo còn một lượt nha. Ok. Hai cái gì mà hai? Sáu. Nè ba. Tiếp nha. Bài. Lắc cái bọn là đủ bài luôn. Thôi, lại từ sau kìa. Alo. Vị trí đắc địa thấy chưa? Nhỏ nhưng mà có võ. Nhỏ nhưng mà có võ. Cho bao nhiêu tiền ạ? 24.000. 24 đồng. 24 đồng. 24.000. Thôi này chưa nay. Không lúc đọc cái điện. Thôi mai. Sao? Mà thùi đâu. Thôi. Tính của Phú. Đi vào ô vào tù thì được miễn vào tù hoặc tiếp tục được vào tù. Công an thưa, không công an thưa. Là bây giờ nạp vô tù là không phải đi tù. Không phải đi tù. Cứ đứng đấy và tiếp tục chơi thôi. Đi. Tiếp. Chú đắc địa hơn. Số 4, ui à, nó đắp nhà anh Vũ lên rồi. Nhà nó luôn mà anh Vũ. Ở đây nâng đi ra đây. Vũ có muốn nâng cấp nhà của mình lên không ạ? No, God, please, no. Thôi trời ơi, trời. Mua. Xong cái nhà mua, mua 2 xe hả? Thôi máy, thôi máy. Mua 1 căn hả? Oh, bà nhà bà nhà anh Vũ, nghiêm. Ai biết con trời. Cái này mua gì cho mình?
Tao mấy cái nhà tao, tụi mày cũng đàn, tụi mày cũng đàn, tụi mày cũng đàn, tụi mày làm ăn thua lỗ, tao thua lỗ rồi. Tao ra còn một lượt miễn phí nữa nha. Rồi, tao đi một phát, tao đi tới nóc luôn nè. Tụi bố. Rồi, tao đi ra đưa. Phát được, phát được. Xin hai lốt rồi đã, nói chung là xin hai lốt rồi đã. Không sao, mấy này cũng sao. Bốn sao là đẹp nè. Ba. Tao phải điện cho tôi. Mua đi, mua đi. Mua không phải điện anh. Hai xị. Wait a minute. Rồi, quay đã thuê nhiều. Thôi, em không có dám. Không, 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 không. Tạm biệt. Chắc, 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 chắc. Nhiều. Năm chục. Ơ, nhiều quá. Có ít đây. Chắc chắn đúng không? Trời ơi, chắc, 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 chắc. Chắc, chắc, chắc. Xoài. Mày quá nhà mình nha mày. Nhà mình đây rồi. Anh đúng không? Em mua nhà em. Nâng cấp đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hai xì. Easy. Mua hai xì mà thành ba lốt. Nice. Thằng này nó lừa rồi. Sao mà? Thằng kể cái đó đi trước đi. Số 4. Thằng đi qua thung lùng. Ba qua nhà thằng John rồi. Tốn tiền rồi. Ba thung lùng. Nè mà, bác đây. Số 6 rồi, tính tâm. Số 4. 1, 2, 3, 4. Cảm nhé. Số 4. Mình đang hút tên. 200. Hai lúc. Thường, thường. À, đây đây. Nó đang vào cổ của anh. Chả nó cút luôn nè. Này, số 4 kiếm này. Là cũng thêm anh nhé. Hai lúc rồi đây. Hai lúc. Hai lúc. Làm ăn cơm cá. Hai lúc rồi đây. Bạn đang có bao nhiêu tiền nè? Nhiều quá, để mùng hết. Còn nữa chưa? Ờ, gần tỷ 3, tỷ 290. Đại gia. Đợi chào anh số 4 thôi. Về nhà nó à. Ôi giời ơi, đi đảo, mình đi ra đảo. Bạn còn muốn nâng cấp nhà của mình lên không? Đảo được 70, nâng. Hai lốt kìa. Yeah, yeah. Có nhà, có nhà. Ảo thân đấy. Hồng thân. Nó còn thế nào? À, sao nó hồng thân như vậy? Sao mình không được hồng thân? Ba anh tự chứ. Từ tao ba. Được nâng cấp một nhà bất kỳ trong số lô đất của mình. Wow. Nâng cái cạn đi. Nâng cạn thôi. Không cần phải trả nha. Ui. Trời ơi. Ba, 3, 4, 5 rồi chết. Cố kẹt, cố kẹt nè. Ui. Nó về nhà nó, tôi lỗ. Không lỗ. Mày đến tới mình đi. Lỗ bao nhiêu ta? Ủa, số 2 là gì mà? Biết nữa là mình chỉ có lắp được số 1, số 3 thôi ạ. Có ai nhà anh vua lên kìa. Quá mạnh. Cũng lại có muốn nâng cấp nhà của mình lên khách sạn không ạ? Thôi để cho mấy anh em đi thoải mái được. Mấy em ơi, ô này ô nào tao thấy ô nhà mình chết, nhà mình chết, nhà mình chết. Lên luôn. Vì công cuộc cày tiền. Em bỏ chi vào. Đây. Đây lên nhà. Đỏ lo. Ơ. 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 Không, đây, 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 đây. Quay, đây. Không, tao đang chưa bán hẳn. Cái nhà chỉ 1.000 thôi. Cái nhà này có 1.000 nào. Chín. Phá sản, phá sản. Chị 1.000 nè. Làm ván còn có 200. 1.346 đồng. Average là 6 hay là... Bán. Cẳng quên nhiều. Thì anh cho tao bán lên nhẹ. 5. 3. Ai là tù. 3 tù. Trời ơi. Sao còn muốn trả 100 đô để ra tù mà. Không, không, không. Không. Mày đi trước này đi sau, mình chết đấy vui à. Tao, tao đi tù. Tiến đến ô đất gần nhất của đối thủ. Thôi lỡ không mà được. Ê, thì có mất ai cậu như bạn. Thôi chồng mày, cho em xin hai chị ạ. Tao nghe cái dặn vậy ạ. Đồ vật này mới đau. Ủa, nó gọi số 3 mà. Còn ra mai chẳng em có thích nha. 100 nè. Tao nhớ 100. 100. Thế mình đúng không? Còn cái gì bọn nó đi chạy. 6 này, 3 nhanh nè. 6 về nhà mình. Nâng cấp. Lấy 2 xì á. Lấy 2 xì nâng cấp nào. Người ta đi gần ngay gần chết à. Người ta cứ đi đi. Này, nâng cấp cứ đi. Ui,
vậy nhất. Tôi không đủ. Ba trong lụng. Ấy, trăm rưỡi, trăm rưỡi. Không nhà của ai? Đâu được không tiền đâu. Không được thu tiền. Trong tù lắm. Trong tù á. Ai xấu giờ ngồi vậy đâu. Ừ, mình ngồi đi. Ba. À. Đi đâu em vô em đến à? Sao mà? Rồi để đi tù. Đừng đợt tao thôi. Thôi khỏe khỏe khỏe. Chậm hết phần này. Chậm hết phần này. Thôi máy thôi máy. Đi tù đất đi tù đất. Để vào đúng không? Ờ. Chậm hết phần này thôi máy thôi máy. Thôi đúng. Thôi máy. Không còn vô mày. Mày dùng tao hả? Thôi. 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 Đây nè đây nè. 6, 3, 3, 1 hợp lý nè. Vậy rồi. Bắt đầu. Hai lớp. Má phỉnh lỗ mày. Đi một vòng phỉnh lỗ. Qua ai không thấy nè. Đất tính. Tự nhiên đôi giá thuê của một lô đất tất nhiên mình. Yeah. Trời ơi, nó thuê cái thôi. Ai đã nhận kho được ăn lớp giờ mình được. Được. Bây giờ có 2.000 thôi bay. Thôi bay bước đi. Thì nếu bây giờ mà em phải đồng cùng lắc cái 6. Thì em phải ra. Này em đang luôn lô số 6 không? Thì thôi lấy 100 để em đi ra. Mày đang đủ 6 bộ phú á. Mày cứ ngồi đấy một cái. Ờ, mày trả 100 đô để ra tù đúng không? Mày quay lại ô bắt đầu. Ô, 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 mình đi về, mình đi về. Thôi chắc tao cũng quay về. Mày cứ rồi hả mày? Tao cứ rồi hả mày? Tao cứ rồi hả mày? 2.000 tính ra. Dạ, dạ, gì mà nhắn thu sợ nữa. Nên 2.000 nữa, đạp hết chết đi. Thôi, 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 thôi. Bây giờ ai bảo con quân sự phải trả 2.000 cho phú. Để em đi ký vận ra. Lùi xuống một bước. Ok kìa, nhà mình kìa lên một khách sạn thôi, lên khách sạn lên lại. Phải chứng thủ đi. Má thằng bắn ra quả hơn. Hơi căng tao. Trời ơi. Tao đúng không? Sao? Ui lại sao? Mẹ nhà tôi, trong. Mày chưa ra tù. Bro. Ừ thôi. Cho cho em giả là trong để em ra tù. Trời ơi. Mình để còn mình nữa bạn ơi. Cơ hội nhà bị trộm đột nhập mất 200. Cơ hội thì cơ hội tiền đây hết tiền rồi. Thôi bà cố luôn hả? Không nhận cơ hội đâu, lấy tiền nè. Nè, mày đâu có tiền từ tao nè. Số 4 năm đấy nè. Đừng thấy nhất là nó. Hết tiền năng ơi. Hai lốp mà cũng được hai lốp rồi. Thôi. Trời ơi, thoải mái. Vấn đề là hai lốp là cả một vấn đề đó. Sao hoài vậy ta? Sao không nhà nó hoài vậy ta? Vị trí đất bị Chỗ tặng bán. Cái mày có một nữa. Có một cái đầu mày á, tao bán nha. Mày bỏ đảo dưỡng đi. Mày hai đảo mìn. Mìn. Trả mỗi người chơi 100 đô. Trời ơi. Cái gì vậy? Ôi đỡ em. Thằng này tối lâu 10 ngàn nha. Hồi nãy lột hốt 10 ngàn đấy. Hãy lột hốt 10 ngàn trả cho nhà nước đấy. Ui lâu vãi còn 10 ngàn. Mê thế đó. Trả cho nhà nước là tiền nhà nước hả? Tiền nhà nước. Ôi trời ơi, em hỏi em rồi. Bà trả thì mình mất đây nè. Rồi, bé. Làm
lắc mình cua ơi. Cô cái này là chắc hết. Ủa? Lại đạp vào đây luôn, đúng là hì nguồn. Phải nồi. Năng được nâng cấp nhà bất kỳ trong số lô đất. Ôi trời ơi. Được nâng cấp một nhà bất kỳ. Nghĩa bạn nên khách sạn à? Nâng á. Cái này là khách sạn nha. Lên con heo. Lên con heo. Lên con heo. Why are we still here? Mấy em bây giờ về đây là chỉ có ô số 5 thôi. Không có ô nào được đấy. Trời số 4 rồi. Lên vô nhà của lần 7 à? Hai lớp, hai lớp. Hai, từ lấy hai lớp đã. Lá lớp người lần 7 à? Một đơn. Ủa sao tự nhiên nhăn mặt như lạ? Con 10 ngàn nè, sao đi được nữa? Đi cho 3-4 hợp lý nè. Mày mà vào tới rồi mùa kỹ. Bà này. Trời ơi, em ơi, bản nhà rồi em ơi. 2 ngàn. Phá sản luôn. Rồi, phá sản. Thành công như thế nào nhỉ? Nhà bất động sản Trâm Thanh Dũng Kim Cho Auro đã phá sản. Bây giờ mọi người có thể mua 3 cái nhà của Cho nha. Không sao, chấp 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 chấp. Ôi, mua 3 cái nhà của Cho nha. Ai hỏng thế? Mình đi đâu cũng đi đấy. Được nâng cấp một nhà bất kỳ trong số lô đất của mình. Ôi giời ơi. Nâng cấp kho quân sự thành khách sạn không? Từ từ, để em xem, để em xem. Bây giờ nâng ít cái đó thì tỷ lệ giờ bây giờ nặng đó người. Nặng quá nặng luôn. Cho nhân 4 đây. Trời đất ơi. Còn 20 cân. Được không sao? Ui, bên trái phú luôn. 4 ngàn. 4 ngàn. Nó bán hết nhà cửa đi. Nó không luôn. Em bán tặng nó chưa. Bán tặng nó xa. Đây là gương mặt của người. Đây là. Bây giờ còn ai với ai ạ? À? Còn Panda ạ? À? Em muốn sống chết đi Panda ạ? Cú này có bao nhiêu tiền? Đưa đây để tao đi! Cú này bây giờ có bao nhiêu tiền ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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
hours later. 4.215 đồng, 18 đồng. Đang còn bao nhiêu tiền ạ? 10.000. Đủ thắng. 10.000 thôi. Lên là lên là lên là lên lên là lên là lên là lên. Hay muốn bố mình lắm đặt điện. Giải thưởng của Phú Đại ngày hôm nay đó chính là 10.000 kim cương. Ôi, không có là hơi căng nha. Hơi căng à nha. Không có là hơi căng à. Cứ đi cố mất thời gian. Mày người ta gây dựng bao nhiêu người ta đạp là chết luôn đồng. Còn 10 đồng nó vẫn chơi. Thì ok, sau khi kết thúc một lượt chơi thì anh em cũng biết rồi đó. Mát quá, trời ơi, cái này phải quy cho tiền mặt thì hơi ngon. Thì ok, bây giờ bọn mình đã kết thúc trò chơi cờ tỷ phú phiên bản khổng lồ của Free Fire. Các bạn muốn bọn mình chơi gì đó thì hãy comment bên dưới nha mọi người. Và nhớ đăng ký kênh Heavy, Heavy Free Fire cho tất cả kênh của mình nha mọi người. Bây giờ thì bye bye mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye, bye. Các bạn.